hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là chiều ngày chủ nhật tại hoa kỳ ở việt nam đó các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi và cũng như là mỗi chủ nhật đó hôm nay chúng ta trước hết đó, hãy xem coi là tình hình cuối tuần này ra sao trong tuần này đó chúng ta có những cái sự kiện lớn gì các bạn cần phải quan tâm đến cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá account demo đây là một cái account mà chúng ta đã cùng nhau tạo cách đây khoảng chừng lại gần 2 năm rồi các bạn hãy xem coi là tuần này nó như thế nào và chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá theo demo đó và trước hết thì các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ra thị trường pre market như là những hợp đồng tương lai cũng đã mở cửa rồi và chúng ta có thể nhìn thấy là bây giờ đây chỉ số Nasdaq thì xuống chút xíu các bạn xuống 0.13 còn hai chỉ số còn lại Dow Futures và S&P Futures thì không có thay đổi nhiều hợp đồng của vàng đây thì vẫn mức rất là cao các bạn 2.185 đô cho một ounce vàng hợp đồng của dầu đó thì hiện tại là 77 đô 86 cent cho một thùng dầu cũng chưa gì gọi là quá đặc biệt các bạn về crypto đó thì các bạn thấy được là giá bitcoin vẫn rất là tốt cuối tuần này chúng ta vẫn đang gần 69.000 đô và cuối tuần này đây chúng ta đã có một cái thời gian giá đến gần 70.000 đô các bạn giá chạm 70.000 đô nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thật sự có một cái đợt breakout có nghĩa là vượt qua đỉnh cũ một cách rõ ràng chúng ta thấy được là chúng ta vượt qua đỉnh cũ chút xíu rồi sau đó chúng ta lại có một cái sự điều chỉnh xuống nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là giá bitcoin đang ngày lại càng được nâng lên sau mỗi một cái đợt chạm giá như thế này chúng ta thấy được là cái lần đầu tiên đó, chạm cái đỉnh mới đó chính là chúng ta nhìn trở lại vào ngày 5 tháng 3 các bạn lúc đó giá bịch đã tiến tới cái mức là 69.313 ngay sau đó giá đã điều chỉnh xuống tới cái mức là chỉ còn có 59.232 thôi các bạn trước khi mà hồi phục trở lại rồi sau đó chúng ta lại thử một cái đỉnh mới nữa ở cái mức là 70.200 đô rồi ngay sau đó giá cũng được đẩy cho xuống nhưng mà lần đợt này đó thì đẩy xuống tới mức là 66.000 đô mà thôi sau đó lại đẩy lên trở lại và cuối tuần này đó chúng ta vẫn đang ở gần cái mức là khoảng 69.000 đô. Tình hình cho thấy là bịt không bây giờ vẫn đang rất là tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó vốn hóa bây giờ thì vẫn hơn 2,7 nghìn tỷ. Tuy là chúng ta nhìn vào cái tình hình ngày hôm nay cho những cái đồng ấy, thì các bạn nhìn thấy là có nhiều màu đỏ. Nhưng mà thật ra khi các bạn nhìn vào một tuần qua đó thì thị trường rất là xanh luôn các bạn. Phần lớn các đồng đều xanh trong tuần hôm qua khi mà so sánh với đồng đô la. Nhưng mà ngược lại đó khi mà so sánh với lại đồng BTC thì các bạn nhìn thấy được là sẽ có nhiều đồng chuyển thành màu đỏ. Có nghĩa là những đồng này tăng nhưng mà không có tăng nhanh bằng BTC. Ngược lại đó chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ Bitcoin ra thì chúng ta có phần lớn là những cái meme coin tăng trưởng rất là nhanh trong vòng tuần qua các bạn Nhanh hơn cả BTC giống như là PP tăng 33% Chúng ta có Flow Key tăng 62% các bạn Tại sao mà gần đây các bạn thấy Bitcoin tăng Rồi sau đó là Meme Coin tăng Chúng ta cũng đã từng nói đến nhiều lần rồi Nó có liên quan đến dòng tiền thì vẫn chảy vào Bitcoin trước Rồi chúng ta cũng có người mới mua Bitcoin Spot ETF Và người mới cũng mua những cái Meme Coin Tại vì họ thấy là cái mức giá mỗi token nó rất là thấp dẫn đến họ bị thu hút tại vì có một số tiền họ có thể mua được rất nhiều đồng và có sự kỳ vọng là những cái đồng meme coin này có thể tăng nhiều hơn cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng là Bitcoin tăng rồi meme coin tăng thật sự là khác với là những cái chu kỳ trước đây các bạn. Những chu kỳ trước đây đó các bạn thấy dòng tiền nó rõ ràng hơn là Bitcoin xong rồi xuống tới Ethereum và những cái nền tảng lớn giống như chúng ta nói tới BNB, Solana, Cardano vân vân. Rồi sau đó chúng ta mới đến những cái nền tảng nhỏ hơn giống như những cái đồng từ hạng thứ 20 tới 50 rồi sau đó mới đổ vào những cái meme coin. Bây giờ thì các bạn thấy dòng tiền đó thì đến Bitcoin xong rồi đến meme coin. Thì đó là những gì mà chúng ta đang chứng kiến hiện tại và hôm qua thông có chia sẻ là chúng ta đã thấy tether in liên tục 2 tỷ USDT các bạn và chúng ta cũng đã nói là mỗi lần mà tether in thì thường cảm thấy là bớt lo lắng hơn về cái sự tăng trưởng tại vì chỉ khi nào mà tether im lặng và không in nữa một thời gian thì lúc đó chúng ta mới lo lắng mà thôi có rất nhiều bạn hỏi là cái số lượng tiền này được in ra có cái đảm bảo hay là không thì trên lý thuyết là có các bạn nhưng mà nào mà mới đến kênh được thùng giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn là cái hoạt động của những cái công ty mà phát hành những nội ổn định thì họ chỉ in khi nào mà họ có nhu cầu mà thôi có nghĩa là một sàn giao dịch mới hay là một, một cái tổ chức đầu tư nào đó họ cần một số lượng lớn stablecoin để làm cái gì đó có thể là tham gia vào DeFi có thể là họ cần để mà cung cấp dịch vụ giống như là những cái sàn giao dịch thì họ sẽ đưa tiền cho công ty giống như trong trường hợp này là tether thì tether mới in ra cái số lượng tiền tương đương rồi đưa cho cái người mà cần đồng usdt và công ty tether họ sẽ dùng số tiền đó họ sẽ đi thu mua những cái giống như là công trái phiếu và những cái đó sẽ mang tới lợi nhuận cho hàng tháng và đó là cái thu nhập của họ con số không hề nhỏ các bạn nhưng mà câu hỏi đặt ra là đó là theo lý thuyết chứ còn trên thực tế đó có phải là có người đưa tiền cho tether hay là không thì uh, chỉ có công ty Tether mới biết mà thôi các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua đó từ khi mà thuận bắt đầu channel YouTube này năm 2017 câu hỏi đã được đặt ra rồi các bạn và trong vòng bao nhiêu năm qua đó công ty Tether vẫn là công ty đứng đầu trong phát hành đồng USDT và cho dù chúng ta trải qua những cái sự kiện lớn trong năm 2022 khi mà có rất nhiều những công ty lớn như là Toyota Capital, chúng ta nói tới Voyager, Celsius, BlockFi rồi tới sàn FTX đều sụp đổ năm 2022 nhưng mà Tether thì vẫn đứng vững được các bạn. Nhưng mà bây giờ đó họ đã lớn hơn xưa rất nhiều rồi. Có thể nói nếu như mà trả cho về cái đây khoảng chừng là 60 năm nữa các bạn nói với thuận là công ty Tether vẫn là đồng đứng đầu trong stablecoin và chúng ta có thể nhìn thấy là vốn hóa 7 năm sau có thể lên tới cái bước là 101 tỷ đô la thì thùng không tin đâu các bạn nhưng mà đó đã là sự thật thì trước đây đó khoảng chừng là hai năm khi mà mọi người lo lắng và có rất nhiều người họ đã rút tiền ra khỏi công ty Tether có nghĩa là những cái tổ chức đầu tư lớn đó họ trả lại đồng USDT và họ rút tiền mặt ra thì trong thời gian ngắn thường nhớ là vài ngày đó thì công ty Tether hoàn toàn trả hết cái số lượng mà người ta tới rút hàng loạt lúc đó là khoảng 7-8 tỷ gì đó thì ít ra chúng ta biết là 7-8 tỷ đô la thì Tether có hơn có hay không đó, thì khi nào mà có hiện tượng nó xảy ra chúng ta mới biết được chúng ta chỉ biết là trong vòng bao nhiêu năm qua đó công ty Tether cũng đã bị điều tra bởi rất là nhiều những cái đơn vị giống như là ở New York thì tổng chương lý New York cũng đã điều tra tether nhưng mà cuối cùng nó chỉ có thể phạt tether về một số những cái thông tin sai lệch gì thôi chứ không có phạt tether à, về việc là không có đủ cái số tiền dự trữ cho nên cái này nó khác nhau các bạn tới bây giờ vẫn chưa có ai thành công chứng minh là tether có hay là không có chúng ta chỉ biết hai điều thứ nhất là công ty tether có một cái công ty kiểm toán cũng rất là lớn bây giờ họ sử dụng nhưng mà cái công ty kiểm toán này đó họ không có đưa ra cái bài kiểm toán rõ ràng họ chỉ giống như là sau khi mà nhìn thấy số tiền rồi ra thì họ đưa ra một cái lá thư lá thư này là xác nhận họ đã nhìn thấy số tiền này Thứ nhì nữa là chúng ta có cái công ty thường nhớ là Jero Fitzgerald gì đó ở Hoa Kỳ. Đây là một cái công ty chủ yếu đầu tư các bạn nhưng mà họ cũng lưu trữ tài sản cho một số những khách hàng và họ nói họ là công ty mà lưu trữ cái số lượng tiền hơn 100 tỷ đô la này cho Tether. Thì đó là gì chúng ta biết về Tether các bạn. Nhưng mà một điều mà các bạn thấy thường xuyên xảy ra là khi mà Tether in liên tục đó thì thị trường rất là tốt, rất là xanh và nhiều người cho là tại vì công ty Tether này là cái công ty mà họ có quan hệ mật thiết với lại sàn Bitfinex tại vì hai công ty này sàn Bitfinex và công ty Tether đều là cùng một công ty mẹ là công ty Ifinex thì cái đời cáo buộc vẫn là cáo buộc trong vòng bao năm qua tại vì chúng ta vẫn chưa có bất cứ ai thành công chứng minh hết nhưng mà vẫn là một lời cáo buộc là công ty Tether đó họ chỉ in cái số tiền này ra mà không có bất cứ tài sản đảm bảo nào hết rồi họ bơm lên trên sàn Bitfinex dùng sàn Bitfinex để mà thu mua tài sản như là Bitcoin và khi Bitcoin có lời thì họ sẽ chốt cái phần lời đó lắp vào cái khoản mà họ đã in mà không có tài sản đảm bảo và họ dựa cái phần lời đó Đó là cái lời cáo buộc các bạn Tới bây giờ là chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào hết Nhưng mà một điều mà chúng ta đã thấy rất nhiều lần Là mỗi lần mà Tether in nhiều Thì các bạn thấy là thị trường lại rất là xanh Cho nên nhiều bạn hỏi là Liệu Tether có đủ tài sản đảm bảo hay là không đó, Thì đây không phải là câu hỏi mà Thuận quan tâm Ở thời điểm này đâu các bạn Đây là một thời điểm mà rất sôi động Cho nên thường chỉ quan tâm đến họ in ra Để em làm gì mà thôi Và sau đó chúng ta thấy được là tối ngày hôm qua đã Giá Bitcoin không rất là tốt chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin đã nhiều tiếng đồng hồ đã ở gần cái mức là 70.000 đô và thị trường bây giờ đó cũng đã sôi động hơn nhiều rồi các bạn À, chúng ta cũng thấy được là mọi người bây giờ đã nói tới Bitcoin một lần nữa. À, trước đây khoảng chừng 1-2 năm đó, thì nói tới Bitcoin nhiều người không muốn bàn đến các bạn. Tại vì mỗi một lần mà Bitcoin đó có cái sự điều chỉnh mạnh giống như là trong mùa đông crypto đó thì kéo theo rất nhiều những cái công ty mà họ đã gọi là over leverage có nghĩa là họ đã vay mượn quá nhiều để mà hoạt động khi mà giá cả không được tốt trên thị trường đó hay là họ không có khách hàng thì sẽ dẫn đến những công ty đã bị phá sản và chúng ta cũng thấy có rất nhiều công ty đã phá sản vào cái chu kỳ năm 2018-19 và cũng như năm 2022 và rất nhiều người đã không muốn nói tới crypto tại vì họ sợ dính dáng đến những cái chuyện không hay đó nhất là những người mà thường xuyên được mướn để mà quảng cáo đó các bạn giống như là những cái vận động viên chơi bóng chày hay là chơi bóng rổ hay là chúng ta nói tới những cái người nổi tiếng nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là khi mà thị trường nóng lại đó thì mọi người một lần nữa lại thoải mái hơn khi mà đứng lên để mà nói tôi ủng hộ bịch khô giống như chúng ta nhìn thấy được trên màn hình á đây là một người mà thường cũng không rành lắm đó các bạn tại vì thường không phải là một người mà thích xem thể thao thì đây là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp darius garland được nhìn thấy mặc cái áo có tên satoshi trước trận đấu bóng rổ các bạn và đây là cái áo các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái mà mình thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn là mọi thứ nó nó thực sự đang nóng lại thì có phải chúng ta đang quá quá nóng rồi hay là không sự thật đó là khi mà các bạn nhìn lại giá của BTC trong thời gian qua đã tăng rất là nhanh luôn các bạn trong vòng khoảng chừng là mấy tuần qua đó chúng ta nhìn thấy được là giá tăng rất là nhanh từ ngày 23 tháng 1 cho đến bây giờ các bạn để các bạn nhớ lại ngày 23 tháng 1 lúc đó đó giá Bitcoin chỉ có 38.800 đô thôi bây giờ giá Bitcoin đã là 68.500 đô ở thời điểm hiện tại rồi các bạn, có nghĩa là chúng ta đã tăng 30.000 đô, một con số rất là kinh khủng trong thời gian ngắn. Đúng là chúng ta đã có một cái đợt gọi là điều chỉnh các bạn nhưng mà nó cũng không có hẳn là điều chỉnh đối với thuần đầu tại vì chúng ta thấy giá đã sau khi mà đạt cái mức cao cách đây khoảng chừng là vài ngày các bạn, ngày 5 tháng 3 tuần vừa rồi đó thì đúng là có cái sự điều chỉnh nhưng mà nó chỉ vài tiếng đồng hồ thôi các bạn. Một ngày sau đó thì hầu như giá cũng đã bắt đầu muốn trở lại và muốn thử lại cái đỉnh mới. Cho nên chúng ta trên căn bản đó từ cái thời điểm là ngày 23 tháng 1 tới bây giờ vẫn chưa có một cái đợt điều chỉnh nào ở đáng kể hết. Thị trường đó trong cái cách nhìn này thì nó đang rất là nóng đó là sự thật các bạn và chúng ta cũng đã biết là cái phần trăm có lời đó ngày càng cao và chúng ta vẫn đang trong cái dùng màu đỏ hiện tại. À, hôm nay đó thì chúng ta vẫn chưa có cập nhật mới nhất trên refresh lại xem coi chúng ta đã có hay là chưa. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta vẫn đang nằm trong cái vùng màu đỏ như thế này. Có nghĩa là hơn 95% Bitcoin này đang có lời và chúng ta nhìn thấy được à, hiện bây giờ đó tính tới ngày hôm qua là 99.4% đã có lời ở mức là 68.500 đô ngay tại ở mức hiện tại. Có nghĩa là chỉ những bạn nào mà mua trên cái mức 68.511 đô này đó thì mới là chưa có lời mà thôi chứ còn dưới đó là tất cả đều có lời hết các bạn và các bạn cứ nghĩ đi trên 68.500 đô đó thì đâu có bao nhiêu ngày đâu các bạn khi chúng ta chuyển thành cái biểu đồ của nánh ngày á bạn có thể nhìn thấy được là không có bao nhiêu ngày mà trên cái mức hiện tại hết trong lịch sử của Bitcoin 15 năm qua chỉ có khoảng chừng là 3 4 ngày trong thời gian là mỗi cái khoảng ngày đó nó chỉ là vài tiếng đồng hồ mà thôi đã giá trên mức này cho nên chúng ta mới thấy là cái phần trăm có lợi nhiều như vậy có phải chúng ta sẽ có đợt điều chỉnh ngay lập tức hay không thì không ai biết được đâu các bạn chúng ta chỉ có thể là có một cái sự chuẩn bị tâm lý để khi mà có cái đợt điều chỉnh chúng ta cũng không có quá ngỡ ngàng các bạn và các bạn sẽ biết được đây cũng là một điều rất bình thường trong một cái đợt tăng trưởng của BTC thường hay có những cái đợt điều chỉnh 20 tới 30 phần chúng ta đã từng thấy hiện tượng này xảy ra vào chu kỳ năm 2020 và 21 và trước đó năm 2016 và 17 thì nếu như có điều chỉnh các bạn cũng đừng có quá bất ngờ nhưng mà cái mà Thuần có thể chia sẻ với các bạn là đó là chúng ta đang nói tới cái thời điểm hiện tại. Chứ còn nhìn chung đó, về mặt tâm lý đó thì nó chưa có giống như là những cái thời điểm cực kỳ sôi so động của năm 2021 hay 2017 đâu. Một trong những điều mà cái này là riêng thuận cảm nhận mà thôi các bạn không có cái tài liệu thống kê nào chi tiết nhưng mà thuận có thể cảm nhận được là ở trong những cái phần bình luận của các bạn trên mạng xã hội ở trên những video đó thì có rất là nhiều bạn đó vẫn đang rất cẩn thận vẫn đang nói là chúng ta cũng phải nghĩ đến việc là có thể có một cái đợt điều chỉnh chứ không thể tăng mãi như vậy được đó là những cái mà rất là khác biệt các bạn tại vì khi mà chúng ta nghĩ đến những cái đợt như là cuối chu kỳ năm 2021 đó thì hầu như không có ai nghĩ đến cái đợt điều chỉnh hết các bạn và lúc đó rất nhiều người lập luận là chúng ta sẽ có chu kỳ cho nên không cần phải lo lắng đến việc là sẽ có một mùa đông xảy ra cuối cùng mùa đông đã xảy ra các bạn lần này đó thì khi các bạn nhìn vào những cái comment ở khắp nơi thì các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều người đó đang lo lắng và có cái sự chuẩn bị tâm lý về một cái đợt điều chỉnh cho nên nó rất là khác các bạn chưa đến cái lúc gọi là đỉnh điểm mọi người cực kỳ fomo và sự thật là hiện bây giờ như thường đã chia sẻ như mà nào mà đã theo dõi kênh một thời gian các bạn cùng kênh chung bình giá trong thời gian là khoảng chừng hai năm qua thì các bạn cũng đã có nhiều cái thành tựu rồi cho nên bây giờ có rất nhiều người đang có lời khi mà chúng ta nói đến những cái thời điểm như là năm 2021 đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều người mới và những người mới họ sẽ không có lời các bạn và khi mà họ chưa có lời hay là cái lời của họ quá ít thì họ sẽ chờ đợi để có thể là có lời nhiều hơn chứ không phải là như ngay thời điểm bây giờ và đối với lại tâm lý đó thì nó như thế này khi mà chúng ta nói đến nếu như mà hàng xóm các bạn bị thất nghiệp thì đó là suy thoái tài chính. Khi mà bạn bị thất nghiệp thì đó là khủng hoảng tài chính. Thì cũng ngược lại các bạn, khi mà mọi người bây giờ đó chỉ nhìn vào những người mà đã có cái sự kiên trì thu mua Bitcoin trong một thời gian qua rồi thì đã có cái sự thành tựu thì cũng sẽ có những bạn mới bắt đầu tìm hiểu để mà thu mua và thường đó thì những mà đó cũng sẽ có lời luôn các bạn nhưng mà khi mà những bạn đó có lời đó thì dẫn đến là hàng xóm bạn bè của những bạn đó lại cảm thấy được là wow thì ra là người này chỉ tham gia gần đây thì cũng có lời như vậy trong khi mà khi mà họ nhìn vào những người mà đã tham gia lâu năm rồi đó giống như là họ nhìn vào Thuận thì nói Ờ ừ, đương nhiên là Thuận có lợi tại vì Thuận nó mua nhiều năm rồi Nhưng mà khi mà một ai đó họ biết là chỉ mới tham gia thôi mà cũng có lợi nhuận Nhất là khi mà chúng ta thấy được những cái meme không tăng trưởng như vậy đó thì sẽ dẫn đến là họ lại xôn xao lên các bạn Khi mà hạng sớm các bạn Xưa nay các bạn biết không có quan tâm đến crypto Bây giờ thì họ lại kiếm được nhiều lợi nhuận thì cái người hàng xóm mà chưa có tham gia vào crypto thấy hàng xóm của mình có lợi nhuận thì họ cũng sẽ bắt đầu là nôn nóng hơn không có cái gì quảng bá nhanh bằng sự tăng giá của tài sản hết các bạn không có bất cứ một quảng cáo nào trên thế giới có hiệu quả hơn là khi mà tài sản đó tăng giá các bạn có thể nhìn thấy được là vàng chúng ta có thể nói là bất động sản chỉ cần khi nào mà giá tăng thì cả thế giới đều sẽ bàn về cái đề tài đó và sẽ dẫn đến nhiều người lại có hứng thú crypto cũng không ngoại lợi các bạn khi mà giá tăng lên khi mà các bạn nhìn thấy hàng sớm bạn bè của các bạn kiếm được lợi nhuận khi mà họ chỉ mới tham gia gần đây mà thôi thì lúc đó mới thực sự là dẫn đến cái đợt formal rất lớn đến từ nhiều người mới. Đây là cái quan điểm cá nhân của thùng mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể comment ở bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy nói tới trong cái tuần này đã có những cái sự kiện gì lớn? Thì uh, có nhiều sự kiện lắm nhưng mà nói chung đó mà chúng ta quan tâm đến thì uh, Thuận chỉ quan tâm đến hai sự kiện mà thôi. Đó chính là vào ngày thứ ba tại Hoa Kỳ sẽ có cái phần trăm tỷ lệ làm phát CPI được công bố các bạn và CPI đó thì cái tháng này ước tính là 3.1% tương đương với tháng vừa rồi là 3.1 nhưng mà core CPI đó cái phần trăm mà Fed quan tâm đến nhiều hơn tại vì core CPI là không tính năng lượng và thực phẩm thì sẽ ở mức là 3.7% ước tính so với tháng trước đó là 3.9 có nghĩa là core thì sẽ giảm xuống cho dù là CPI nhìn chung đó thì vẫn không thay đổi và chúng ta thấy được đây sẽ là cái chỉ số CPI cuối cùng trước khi mà phép hợp vào ngày 20 tháng 3 tại vì à, các bạn nên biết là cái tháng này sẽ là có cuộc họp của Fed rồi kế đó là tháng 5 rồi tới tháng 6 thì cho dù chúng ta biết là khả năng hầu như là không có giảm lãi suất nhưng mà mọi người vẫn sẽ nhìn vào dấu hiệu của khi nào thì Fed mới giảm lãi suất chúng ta biết là mọi người bây giờ thì nói là hè năm nay nhưng mà hè là khi nào các bạn tháng 5 tháng 6 tháng 7 khi nào thì uh, hãy chờ xem coi là trong cuộc họp ngày 20 tháng 3 này ra chủ tịch John Powell sẽ nói gì. Thứ nhì nữa đó là trong cuộc họp này họ sẽ bàn về việc là có tiếp tục bán công trái phiếu hay là không hay là bán trái phiếu nói chung tại vì các bạn đã biết là nếu như mà muốn thu lại dòng tiền trên thị trường đó thì một trong những cách mà fed có thể làm đó chính là bán công trái phiếu khi mà bán công trái phiếu đó thì người ta sẽ bỏ tiền ra để mà mua thì fed sẽ thu tiền về à, đó là cái hiệu ứng của siết chặt dòng tiền và trong lịch sử đó khi mà fed nghĩ đến việc là sẽ giảm lãi suất thì fed cũng sẽ nghĩ đến việc là sẽ không tiếp tục bán công trái phiếu nữa cho nên mọi người bây giờ đó muốn xem cuộc đời tháng 3 này khi mà họ bàn tới việc là bán trái phiếu có tiếp tục bán hay là không và đó là hai điều mà chúng ta sẽ chú tâm trong cuộc họp vào tháng này và ngày thứ tư tuần này đó sẽ có một cái cập nhật lớn các bạn đó chính là cập nhật của Ethereum đó chính là cập nhật Dan Kuhn upgrade vào ngày 13 tháng 3 thì đây là một cập nhật chúng ta đã nói tới nhiều lần rồi nhưng mà nào mà muốn biết thêm các bạn có thể lên Google tìm chữ thuận capital Dancun upgrade các bạn sẽ kiếm có rất nhiều những cái thông tin liên quan tới cập nhật này như thế nào nhưng mà để hiểu đơn giản đó đây là một cập nhật mà nó kết hợp hai cái là với nhau một cái gọi là Dan một cái gọi là Cancun một cái là cho mạng lưới Mainnet, một cái là cho mạng lưới tầng 2 Guterium. Và trên căn bản đây là một cái sự tái cấu trúc lại tầng 2 để có thể đạt được cái giao dịch nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Tại vì nó sẽ bắt đầu có một cái đề xuất được áp dụng. Đó chính là EIP-4844. Và cái này nó sẽ bắt đầu có Proto-Densharding. Thì đây là một cách để mà đóng gói những cái giao dịch trên tầng 2 một cách hiệu quả hơn. Thì kết cuộc nếu như mà thành công nó sẽ khiến cho mạng lưới tầng hai của Ethereum cực kỳ nhanh và cực kỳ rẻ và có thể tiếp tục cạnh tranh với lại những cái nền tảng mới hơn hiện bây giờ và đó là điều mà các bạn thấy được là vậy là cũng kỳ vọng mạng lưới Ether sẽ là mạng lưới chính các bạn và mạng lưới này đó sẽ an toàn hơn nhưng mà sẽ chậm hơn cái phí sẽ cao hơn nhưng mà ngược lại những mạng lưới tầng hai kết nối với tầng một đó thì sẽ có tốc độ nhanh hơn và chi phí rẻ hơn rất là nhiều và sẽ dựa vào cái nền tảng an toàn của tầng một là Ethereum để có thể hỗ trợ đó là cái, cái hoạt động của Ether vào tầng 2 hiện tại Và nói tới Ether đó, thì các bạn có biết là trong vòng 30 ngày qua Ethereum đã đốt 148.735 Ether Tương đương với khoảng là 583 triệu đô la Thông qua cái phí giao dịch bị đốt Tại vì các bạn biết là Ethereum thì có cái chế độ gọi là EIP 1559 Khi mà giao dịch thì một phần phí sẽ bị đốt đi khiến cho mạng lưới sẽ đi vào giảm phát các bạn Tại vì chúng ta biết là khi các bạn tham gia vào staking đó, thì đương nhiên các bạn tham gia vào staking đi nhận được phần thưởng Phần thưởng đó là cái sự làm phát ở trên mạng lưới cũng như là nhiều mạng lưới proof stake khác Nhưng mà ngược lại đối với Ether đó, khi mà mạng lưới thực sự được sử dụng nhiều thì sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ có giảm phát Tại vì cái số lượng đốt đi sẽ nhiều hơn cả cái số lượng được tạo ra hàng ngày và đó là điều chúng ta đang chứng kiến hiện tại và các bạn có thể nhìn thấy được khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng một ngày qua đó thì y tôi đã giảm phát là một chấm phần trăm có nghĩa là trong một ngày qua cái số lượng được tạo ra bởi mạng lưới để mà thưởng cho những cái người tham gia vào staking đó còn ít hơn cái số mà được đốt nữa tại vì có nhiều giao dịch chúng ta có nhìn thấy được trong vòng bảy ngày qua lạm phát là một chấm năm một phần trăm trong vòng ba mươi ngày qua lạm phát là không chấm bảy phần trăm và trong chồng 542 ngày qua nghĩa là từ khi mà có đợt merge lúc đó là ether chuyển hoàn toàn qua proof stake từ proof of work có nghĩa là từ cái hệ thống đào thì cái phần trăm giảm phát là 0.238 phần trăm giảm phát các bạn có nghĩa là ether không tăng thêm nữa mà còn giảm xuống thì bây giờ ether chỉ có khoảng chừng là 120 triệu ether mà thôi và các bạn có thể nhìn thấy bên dưới này đó, thì chúng ta sẽ thấy được là những cái hệ thống mà đốt nhiều ether nhất chúng ta có những cái nền tảng như là uniswap chúng ta có tether chúng ta có arbitrum vân vân thì đây là một điều mà mình thường đã từng nhắc trước đây nhưng mà mình thường sẽ nhắc lại trong video này đó chính là nhiều bạn đó thì không thích meme coin nhiều bạn không thích nft nhiều bạn nghĩ những cái này là những cái khiến cho mạng lưới bị tắc nghẽn hay là những cái mà nó không có giá trị gì hết cái đó là quan điểm của mỗi người nhưng mà nếu như các bạn là một người mà lưu trữ Ethereum đó, thì các bạn thích có nhiều meme coin các bạn thích có nhiều giao dịch những cái all coin ở trên Uniswap tại vì càng nhiều những giao dịch đó càng nhiều những NFT được mint càng nhiều những NFT được giao dịch trao đổi thì sẽ càng có nhiều phí bị đốt đi khiến cho ether sẽ càng bị mất đi và khiến cho giảm phát đã tăng lên và khiến cho số lượng ether trên thị trường ngày càng giảm xuống thì nó sẽ tốt cho giá của Ethereum cho nên nhìn cách khác đó thì uh, những cái đó sẽ khiến cho y tưởng các bạn đáng giá hơn và đối với Ethereum đó thì đây là cái mạng lưới lớn duy nhất hiện bây giờ mà thật sự là cho các bạn uh, có cái lợi nhuận thật là thật như này gì các bạn tại vì rất nhiều mạng lưới pro stake các bạn tham gia vào staking thì các bạn được thưởng cái phần trăm staking đó nhưng mà cái đó có thể xem như là lạm phát ở trên mạng lưới đối với ether thì cũng như vậy các bạn cái phần trăm mà dùng để mà thưởng đó thì đương nhiên đó là cái phần trăm lạm phát từ mạng lưới nhưng mà ngược lại đó tại vì có cái chế độ đốt như thế này dẫn đến là cái phần trăm đó đó thật sự cũng không phải đến từ lạm phát luôn các bạn tại vì lạm phát không có nhiều bằng số lượng đốt đi cho các bạn có được một cái phần trăm lợi nhuận thực sự tại vì cái phần trăm lợi nhuận đó, cái số lượng Ether các bạn được thưởng đó thì không có khiến cho cái số lượng Ether trên mạng lưới tăng lên Hy vọng là các bạn hiểu có sự khác biệt rất lớn này khi chúng ta so sánh mạng lưới Ethereum Proof of Stake với những mạng lưới khác Đương nhiên các bạn có thể so sánh nhiều thứ giống như là hệ sinh thái ra sao hay là à, các bạn muốn xem coi là ở trên mạng lưới này là có bao nhiêu dự án hay cái gì đó hay là tốc độ như thế nào thì các bạn có thể so sánh nhiều góc cạnh thường chỉ có thể nói với các bạn là đối với một người trong cương vị đầu tư thì đây là những điều mà thường quan tâm nhiều hơn Đối với lại y từ thì ngoại trừ cái cập nhật đèn Kuhn cool này sẽ là một cái tin tức lớn thì chúng ta cũng biết là chúng ta vẫn đang chờ đợi một tin tức khác nữa đó chính là liên quan tới Ethereum Spot ETF và cái hạn chót đó để có thể ra quyết định là chấp thuận hay là không chấp thuận đó chính là ngày 23 tháng 5 nhưng mà hiện bây giờ đó thì không lạc quan lắm chúng ta cũng đã từng nói đến tuần vừa rồi đó thì SEC hầu như là im lặng hơn ít có nói chuyện với những cái công ty phát hành nó không giống như mà chúng ta thấy trước khi mà có Bitcoin Spot ETF nó sôi động hơn rất là nhiều ngày nào cũng có những cái thông tin lúc nào cũng có những cái văn bản chỉnh sửa đối với Ether thì cũng có nhưng mà nó ít hơn rất là nhiều các bạn thì hôm nay đã có một cái thông tin nó cũng không có lạc quan lắm về vấn đề này đó chính là sự chia sẻ đến từ Fox Business News thì họ nói là họ đã nói chuyện với là một số những cái nhân vật bên trong của những cái công ty mà đang chờ đợi để được duyệt đó thì những công ty này nói là họ cũng đã từng tìm đến SEC để mà hỏi xem coi là SEC cần gì nữa hay không nhưng mà phần lớn những nhân viên của SEC đó thì uh, hiện bây giờ họ không có biểu lộ bất cứ một cái xu hướng nào hết và họ cũng không có giống như là mặn mồi với cái việc là tiếp tục để mà hỗ trợ họ để có Ether Spot ETF thì những cái này đó nó khiến chúng ta nhớ lại những năm trước đây khi mà SEC không có muốn có Bitcoin Spot ETF họ sẽ im lặng im lặng cho đến cái ngày mà đến hạn thì họ lại ra quyết định là từ chối thì khả năng chúng ta có thể thấy cái điều đó lặp lại hay là không thì chúng ta phải chờ đến tháng 5 mới biết nhưng mà cái thường có thể chia sẻ với các bạn là ngay bây giờ đó thì uh, mọi thứ nó không giống như là Bitcoin Spot ETF SEC đang giống như là thờ hơn với lại cái sản phẩm này thì nếu như mà SEC từ chối đó thì có thể lấy lý do gì có rất nhiều cái sự chia sẻ trên mạng tại vì Ether là chứng khoán, tại vì Ether có proof stake vân vân. Nhưng mà đối với thuận đó, thì cái khả năng đó thấp hơn rất là nhiều các bạn tại vì chúng ta nên hiểu là Ethereum nó có một cái lịch sử rất là dài với lại SEC và và chúng ta cũng đã từng có những cái sự kiện như là giám đốc uh, Hinman của SEC trước đây, ông cũng đã từng công bố với mọi người là ông không xem Ether là chứng khoán và Chủ tịch cũ của SEC là Jay Clayton Cũng đã từng nói là đồng ý với quan điểm của Jay Clayton Gary Gensler thì chưa có nói riêng về Ether Các bạn lúc nào cũng chúng tránh câu hỏi ở quốc hội Hay là ở trên đài truyền hình Chúng ta cũng đã từng nói rất nhiều về cái vấn đề này rồi Và một điều khác nữa đó Các bạn nên nhớ là Ethereum đã được tuyên bố là một hàng hóa Dưới CFTC các bạn Đây là cái cơ quan quản lý hợp đồng tương lai Và hàng hóa tại Hoa Kỳ Thì nếu như mà SEC nói Ether là chứng khoán thì chẳng khác gì đối đầu với lại like CFTC sẽ là một cái cuộc nội chiến <laughs> ở chợ trong cái chính quyền của tổng thống Joe Biden thì uh, thường không nghĩ là SEC muốn điều đó xảy ra nhất là chúng ta đang tiến gần đến bầu cử tổng thống của năm nay cho nên cái khả năng đó đó không có cao dựa theo uh, Jack Svensky các bạn nhưng mà tuy là họ có thể là không nói ether là chứng khoán họ có thể là nói sơ bộ chứ không có muốn khẳng định nhưng mà họ có thể từ chối Ethereum ETF một cách khác Thì lấy lý do gì Thì khả năng cao đó Bây giờ đã mọi thứ đang hướng về Là SEC đang muốn biết Cái sự liên kết Giữa thị trường Futures Tại vì bây giờ chúng ta cũng có Ethereum Futures ETF Cái sự liên kết Giữa thị trường Futures Và cái giá Spot đó, Nó có tương đồng với nhau hay là không Thì nếu như mà SEC Có thể chứng minh được là đây là một cái sản phẩm nó không giống như là Bitcoin Spot ETF tại vì Ether là một cái đồng tuy là lớn thứ nhì nhưng mà vốn hóa cũng thấp hơn Bitcoin rất là nhiều. Cái tính thanh khoản cũng không bằng Bitcoin dẫn đến là cái futures ETF không theo sát cái giá spot và nếu như mà spot ETF Ether đã cũng sử dụng cùng một cái nguồn À, để mà lấy giá đó thì uh, có thể là sẽ không theo kịp giá spot sẽ dẫn đến thiệt hại cho nhà đầu tư. thì họ có thể là sử dụng cái góc kênh này để mà từ chối ETF dựa theo sự chia sẻ đến từ Jack nếu như mà điều đó xảy ra thì sao các bạn? thì uh, có khả năng là lại sẽ phải ra tòa nữa. nhưng mà có ra tòa liền hay không đó thì uh, sẽ phải xem coi là những công ty giống như Black họ muốn như thế nào. tại vì các bạn biết là năm nay là cái năm bầu cử tổng thống. thì nếu như mà chúng ta có một tổng thống mới của một đảng mới thì khả năng cao là SEC Gary Gensler sẽ phải từ chức và rời khỏi chức vụ của mình khiến cho chúng ta sẽ có thêm một chủ tịch mới và chỉ cần thêm một chủ tịch nữa thôi ủng hộ crypto thì mọi thứ sẽ thay đổi chúng ta cũng sẽ không cần phải ra tòa nữa các bạn tại vì chúng ta nên biết là những cái sự việc lớn ở SEC đó thì sẽ được bỏ phiếu bởi 5 ủy viên trong đó chúng ta có bốn ủy viên và một chủ tịch, mỗi người một phiếu. Thì hiện bây giờ chúng ta đã có hai người ủng hộ rồi, chúng ta cần thêm một người nữa mà thôi. Thì đây là sự chia sẻ đến từ Jack chị Không có lạc quan lắm liên quan tới item Smart ETF hiện bây giờ Nhưng mà đối thuận cũng như thường đã từng chia sẻ với các bạn Liên quan tới Bitcoin Smart ETF Vấn đề không phải là có hay không Mà vấn đề là khi nào mà thôi Đợt này không được thì phải chờ đến đợt sau các bạn nhưng một lần nữa chúng ta nên biết là một những công ty mà đang chờ đợi để được duyệt để chính là BlackRock và BlackRock trong vòng nhiêu năm qua các bạn đã có 570 mấy đơn ETF chỉ có một đơn duy nhất bị từ chối mà thôi và ngay cả khi mà BlackRock đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF đó, thì bao nhiêu năm qua không được nhưng mà khi BlackRock đệ đơn thì lại được các bạn Bây giờ BlackRock cũng đang chờ đợi để có Ether Spot ETF. Nói tới ETF đó chúng ta hãy xem coi là kết quả của dòng tiền tuần vừa rồi như thế nào. Thì ngày thứ sáu đó chúng ta thấy được là vẫn là một ngày rất là tốt các bạn. Tuy là chúng ta thấy được cái sự tăng tốc bán bởi Grayscale GBTC ngày nào cũng là 300 triệu, 400 triệu. Ngay cả thứ sáu cũng gì các bạn, thứ sáu là 302 triệu nhưng mà kết quả các bạn nhìn thấy là BlackRock Rock Fidelity đã thu vào rất là nhiều và tổng cộng đó chúng ta cũng đã có cái dòng tiền dương là cộng 223 triệu vào ngày thứ sáu và các bạn nên biết là thường sẽ có cái sự trì hoãn khoảng chừng là một tới hai ngày có nghĩa là ngày thứ hai này khi mà mở cửa giao dịch thì có khả năng chúng ta sẽ thấy được cái dòng tiền đến từ ngày thứ năm của tuần vừa rồi có thể dùng để được thu mua nó sẽ có một sự trì hoãn giống như là T plus một thì hai thì đã từng chia sẻ trước đây với các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là cái thống kê tuần vừa rồi vẫn là một tuần mà có cái dòng tiền rất là tốt nếu như các bạn cộng lại cái số lượng tiền này đó thì sẽ hơn là 2 tỷ hai các bạn con số rất là kinh khủng liên tục được đưa vào trong những cái quỹ Bitcoin spot ETF và đương nhiên số tiền này sẽ được dùng để mà mua Bitcoin ở trên sàn OTC dư ra sẽ được dùng để mà mua trên sàn spot các bạn à, và sàn OTC đây thì có cái số lượng có hạn Chúng ta cũng từng nói tới nhiều lần rồi Cũng như là sàn OTC sẽ thu hút những cái Người mà trước đây họ bán trên sàn spot Nhưng mà bây giờ họ có nhu cầu trên OTC Cho nên họ sẽ bán trên sàn OTC Nên sẽ tốt hơn Dù sao đi nữa là nó cũng có cái ảnh hưởng tốt Đối với lại cái sức bán của Bitcoin Ở trên sàn spot và sức mua các bạn Và chúng ta cũng thấy được là tuần vừa rồi đó Nếu tính bằng Bitcoin thì chúng ta nên nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin được thu vào những quỹ ETF đã lên tới cái mức là 33.614 BTC trong khi mà nếu chúng ta tính cái số lượng được đào ra đó thì một tuần qua chỉ có 4.500 Bitcoin được đào ra mà thôi chúng ta nói tới một tuần tại vì chúng ta chỉ nói tới từ ngày thứ hai tới thứ sáu mà thôi các bạn tại vì ETF không có giao dịch cuối tuần và tính cho đến bây giờ đó, BlackRock đã chính thức có nhiều Bitcoin hơn cả Michael MicroStrategy các bạn chúng ta nhìn thấy BlackRock đó đã có 196.089 Bitcoin trong khi MicroStrategy chỉ có 193.000 mà thôi tính tất cả đó thì trước đây các bạn đã nhìn thấy là tất cả những quỹ ETF thì cũng đã qua mặt MicroStrategy rồi nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ tính riêng BlackRock thôi thì tính riêng BlackRock đã nhiều hơn cả Michael MicroStrategy trong thời gian chỉ có hơn 2 tháng thôi trong khi mà Michael MicroStrategy đã tích lũy khoảng chừng 4 năm rồi các bạn từ năm 2020 thì uh, chúng ta thấy được là cuối cùng đó thì đúng là Bitcoin đã về đồ đá thiệt rồi các bạn nhưng mà cục đá này nó rất là đen <laughs> và chúng ta cũng có CEO của BlackRock các bạn Cái người mà ngồi bên tay phải này Đó chính là Larry Fink Larry Fink là CEO của BlackRock Công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới Họ quản lý khoảng chừng là 10.000 tỷ đô la các bạn Và ông cũng đã lên trên đài Fox News Và một phần trong cuộc phỏng vấn này đó là nói về Bitcoin và Larry Fink đã tranh luận với người dẫn chương trình Các bạn, cái người mà bên tay trái Về tại sao mà ông tin Bitcoin là vàng điện tử Và là một tài sản lưu trữ giá trị Thì Fox Business cũng đã phản bác lại Nói là nhưng mà anh đâu thể mua pizza Bằng Bitcoin đâu Nhưng mà CEO của BlackRock lại nói là Anh cũng không thể mua pizza bằng vàng Bitcoin và vàng đều có thể được đổi thành tiền Cả hai tương đương nhau về cái mặt này Nhưng mà người dẫn chương trình của Fox Business Nói là nhưng mà vàng có thể được sử dụng Làm trang sức và dùng trong sản xuất thì BlackRock CEO nói đúng nhưng mà cái lượng vàng sử dụng cho sản xuất rất là ít so với lại tổng số lượng vàng và Bitcoin có khả năng chuyển tài sản qua các quốc gia mà không sợ bị tịch thu thì cái này chúng ta cũng đã từng nói đến nhiều trên channel này rồi à, thường đã từng nói với các bạn là mỗi người có một sở thích có thể là các bạn rất thích vàng thì nhiều bạn đầu tư vàng cũng có lợi nhuận miễn là có lợi nhuận là được các bạn nhưng mà vàng với bitcoin nó tuy là chúng ta gọi là vàng và vàng điện tử nhưng mà nó cũng có nhiều cái công dụng khác nhau khi mà các bạn hỏi là vàng với bitcoin cái nào thực dụng hơn thì tùy theo các bạn cần phải dùng gì nếu như các bạn dùng vàng để mà sản xuất hay là làm trang sức thì đương nhiên vàng là công dụng hơn các bạn bitcoin đâu thể dùng để mà làm trang sức đâu nhưng mà ngược lại nếu như mà các bạn cần phải di chuyển tiền xuyên quốc gia một cách nhanh chóng an toàn và trong vòng 10 phút có thể nhận được xác nhận cuối cùng chứ không phải là à, các bạn phải chờ ngân hàng vài ngày và các bạn không thể chuyển số lượng lớn được thì chỉ có thể dùng bịch con mà thôi các bạn có thể là di chuyển xuyên quốc gia qua bất cứ hải quan nào với cái ví lạnh trong cái túi các bạn có thể chứa hàng tỷ đô la không gặp bất cứ vấn đề gì nhưng mà các bạn không thể di chuyển số lượng lớn vàng như vậy hay là tiền mặt qua hải quan các bạn cứ thử di chuyển khoảng chừng một triệu đô la qua một quốc gia khác đi sử dụng ngân hàng các bạn sẽ biết ngay lập tức nó khó khăn như thế nào khi các bạn sử dụng số nhỏ đó các bạn thấy là không thành vấn đề à, và nếu các bạn sử dụng ở trong cái ứng dụng giống như là những cái ngân hàng họ sẽ sử dụng chung một ứng dụng thì những ngân hàng đó các bạn có thể di chuyển tiền ngay lập tức nhưng mà khi các bạn ra khỏi hệ thống đó các bạn mới thấy được nó khó khăn như thế nào và đó là điều được chia sẻ bởi blackrock ceo các bạn Điều mà Thuần cảm thấy thú vị hơn đó là chúng ta đang chứng kiến CEO của công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới nói về Bitcoin các bạn không phải là một giám đốc cấp cao hay không phải là một phân tích gia của BlackRock mà chính CEO của BlackRock lên trên đài truyền hình để mà nói về Bitcoin cho các bạn thấy được là Bitcoin quan trọng với BlackRock như thế nào ở thời điểm hiện tại. Và trước đây đó khi mà có tin tức liên quan tới BlackRock đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF đó nhiều người nói là mọi người phóng đại thông tin lên chứ BlackRock là công ty rất là lớn, Bitcoin ETF chỉ là một phần rất nhỏ của BlackRock mà thôi. Thì cái này có thể là một ai đó, một giám đốc nào đó muốn thử nghiệm xem coi là có nhu cầu như thế nào mà thôi. Nhưng mà ngay lập tức sau đó các bạn thấy được là chính Larry Fink cũng đã lên trên đài truyền hình và nói là ông muốn có Bitcoin Spot ETF. Chính ông là người mà muốn có sản phẩm này chứ không phải là chỉ một cái nhân viên nào đó hay là một giám đốc nào đó đâu. Thì lý do tại sao chúng ta bây giờ đã biết rồi. Cái này là thống kê của đầu tháng 3 thôi các bạn. Bây giờ đã khác nhiều rồi. Có thể là con số nhiều hơn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là thống kê cho thấy là BlackRock IBIT cái quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock là chiếm chỉ có 0.2% trong số cả các quỹ ETF của BlackRock mà thôi chỉ có 0.2 mà thôi nhưng mà đã chiếm 42% lượng tiền vào trong năm nay. Fidelity, Bitcoin Spot ETF đó, Fidelity FBTC chiếm chỉ có 2% trong số tất cả các quỹ ETF của Fidelity nhưng mà đã chiếm 64% lượng tiền vào trong năm nay. Các bạn đã thấy là các quỹ Bitcoin ETF là một cái thành công lớn đối với những công ty này và sẽ là một cái phần quan trọng tiếp tục tiến tới tương lai cho nên họ muốn có y ETF và họ muốn có nhiều cái ETF liên quan đến crypto các bạn đây chỉ là cái bước đầu tiên mà thôi cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là cuối tuần này đó thì tỷ phú Bill Ackman đây cũng là một trong những người mà cũng có nhiều cái sự tranh cãi trong giới đầu tư các bạn thì tỷ phú Bill Ackman của Pershing Square đó thì cũng đã chia sẻ một cái gọi là kịch bản liên quan tới Bitcoin ở trên Twitter các bạn thì ông chia sẻ cũng hơi làm vào một chút nhưng mà để thường chia sẻ cái cách hiểu của thuận thì ông nói là giá Bitcoin khi mà tăng sẽ dẫn đến việc là tăng tăng cường đào Bitcoin nghĩa là khi mà giá tăng dẫn đến nhiều người đào Bitcoin hơn và nhiều người đào Bitcoin hơn sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn và sử dụng nhiều năng lượng hơn khiến cho chi phí năng lượng tăng lên khi mà chi phí năng lượng tăng lên nó sẽ dẫn đến là lạm phát tăng và lạm phát tăng dẫn đến đồng đô la Mỹ bị giảm giá khi mà đồng đô la Mỹ bị giảm giá sẽ thúc đẩy cái nhu cầu để mà thu mua Bitcoin tăng lên khi mà nhu cầu đó có dẫn đến giá Bitcoin tăng và cái tốc độ đào Bitcoin lại tăng lên nữa Tại vì nhiều người tham gia vào đào Bitcoin thúc đẩy nhu cầu về năng lượng lại tăng lên Và chu kỳ cứ tiếp tục diễn ra như vậy Dẫn đến Bitcoin tăng vô hạn, giá năng lượng tăng vọt và nền kinh tế sụp đổ Có lẽ tôi nên mua một ít Bitcoin các bạn đó là cái câu chốt cuối cùng của Bill Ackman Maybe I should buy some Bitcoin Mặc dù đã thuận thích kết luận này của Bill Ackman các bạn Nhưng mà sự thật đó khi chúng ta nhìn vào cái hash rate của Bitcoin như là tốc độ đào của Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua và các bạn hãy xem cái giá năng lượng giống như là năng lượng điện hay là năng lượng dầu đó thì các bạn sẽ thấy được là không có một cái sự tương quan nào rõ ràng giữa cái tốc độ đào của Bitcoin và giá năng lượng hết các bạn trên căn bản đó chỉ có những cái thời điểm mà cực kỳ gọi là đặc biệt trong lịch sử của Bitcoin thì chúng ta mới thấy là cái tốc độ đào giảm xuống mà thôi giống như là năm 2021 đó vào hè năm đó khi mà Trung Quốc đột ngột không muốn những cái công ty đào Bitcoin tiếp tục ở Trung Quốc nữa dẫn đến là những công ty đào họ phải tắt máy đào rồi sau đó họ di chuyển qua quốc gia khác cho nên Thùng cũng không có lo lắng lúc này các bạn tại vì Thùng biết là trong thời gian ngắn đó thì tốc độ đào cũng sẽ tăng ngược trở lên và đó đã là sự thật các bạn chỉ trong thời gian vài tháng thôi thì rất nhiều những công ty đào họ đã chuyển qua những quốc gia như là ở Hoa Kỳ và chúng ta thấy được là sau đó tốc độ đào lại tiếp tục tăng lên và trên căn bản đó khi mà zoom ra tốc độ đào chỉ tăng và tăng mà thôi các bạn nhưng mà cái lượng điện mà tiêu thụ đó cũng giống như là chúng ta nói tới cái giá điện thì cũng không có một cái sự liên quan nào trực tiếp hết và trên căn bản đó trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta thấy được là có rất là nhiều những cái sự cải tiến liên quan đến sử dụng năng lượng sạch năng lượng xanh tại vì sao các bạn tại vì năng lượng sạch và năng lượng xanh nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều chúng ta đã nói tới cái vấn đề này trước đây đã khi mà thuận chia sẻ đó thì nhiều người nói là tại vì thuận cuồng bitcoin cho nên bảo vệ bitcoin cho nên lên mạng nói bulu để cố gắng leo lá dư luận là đà Bitcoin không có tổn hại đến môi trường như thế nào Nhưng mà các bạn nào mà theo dõi kênh nhiều năm đó thì hy vọng đến bây giờ Các bạn cũng đã thấy được có những cái mà thường nói ngày lại càng rõ ràng hơn như là ban ngày các bạn Và chúng ta cũng đã thấy được những cái giống như là Bitcoin được sử dụng chủ yếu bởi những cái tổ chức phạm pháp cái đó hoàn toàn không đúng các bạn và nó đã được chứng minh ở quốc hội rất nhiều lần rồi và cũng giống như về năng lượng các bạn nhìn thấy trên màn hình thì trong vòng 2 năm qua đó thì đã có rất nhiều rất nhiều những bài nghiên cứu đến từ những trường đại học và bây giờ đã phần lớn bài báo đã nói sự thật rồi các bạn đào bitcoin đó đúng là tốn nhiều năng lượng cái đó không sai các bạn nhưng mà câu hỏi là năng lượng nó đến từ đâu năng lượng nó ní mà không ai sử dụng thì có ai sử dụng hay là không và đào bitcoin mang đến được lợi ích gì cho địa phương đó Đương nhiên đạo Bitcoin có thể dẫn đến là sẽ có người tiêu thụ cái năng lượng mà không ai tiêu thụ. Có thể dẫn đến là có người có việc làm, đóng thuế và những cái thu nhập đó của thành phố đó có thể dùng để mà cải tiến cái hệ thống hạ tầng ở cái nơi đó các bạn. Cho nên các bạn nhìn thấy được là CNBC, Market Insider, Bloomberg Newsweek, CNBC, APCnet, Reuters rất là nhiều bài viết bây giờ đã nói rõ ràng hơn về đào Bitcoin khôi thật sự như thế nào các bạn nó không có như là à, những người mà thích tung tin phết trước đây và các bạn thấy là gần đây đó ngay cả diễn đàn kinh tế thế giới cũng đã chia sẻ một cái video ngắn về đào Bitcoin khôi tốt cho môi trường ở africa như thế nào các bạn và thật sự đào Bitcoin khôi là một cái ngành mà cực kỳ cạnh tranh cho nên những công ty đào đó họ không có lý do gì mà muốn sử dụng nhiều năng lượng mà phải trả nhiều tiền đâu các bạn. Họ luôn sẽ tìm kiếm những cái nguồn năng lượng tốt hơn và rẻ hơn và phần lớn nó sẽ đến từ năng lượng tái tạo các bạn, năng lượng sạch. Chúng như thường đã chia sẻ với các bạn một trong những ngành mà cống hiến rất là nhiều cho tốc độ Internet Các bạn có nhớ là ngành nào hay là không? Đó chính là ngành phim 18 cộng nữa các bạn tại vì có rất là nhiều người có nhu cầu xem phim 18 cộng trực tuyến online mà các bạn đã nhớ là nếu chúng ta trở về cách đây 20 năm nữa, thì lúc đó Internet cũng đã bắt đầu phổ biến rồi nhưng mà chủ yếu các bạn dùng để mà Youtube chat hay là các bạn dùng để mà gửi email mà thôi và các bạn gửi một tấm hình nữa, thì cũng cần thời gian để mà load chứ đừng nói đến là các bạn muốn xem phim trực tuyến hầu như là không thể các bạn các bạn chỉ có thể tải về thôi và cái này là không phải thuận mà thuận nghe nói là mà thôi các bạn trước đây khi mà các bạn sử dụng như là lam wire để mà tải những cái phim đó về đó thì phải chờ tới mấy tiếng đồng hồ các bạn nhưng mà vì cái nhu cầu đó quá lớn khiến cho là tốc độ của internet tới ngày càng được cải tiến hơn các bạn đó là một chuyên ngành mà cống hiến rất là nhiều về cái sự tiến bộ của tốc độ internet thì đối với thuận đào bích cũng như vậy các bạn đào bích là một trong những cái động lực để mà thúc đẩy ngành năng lượng sạch tại vì đây là một cái ngành mà cần phải tiếp cận được với lại cái nguồn năng lượng càng rẻ càng tốt chúng ta cũng có một cái thông tin thú vị các bạn đến từ Wyoming thì thông tin này đó là liên quan đến một cái dự luật đã được ký có tên là đạo luật hiệp hội phi lợi nhuận phi tập trung ở Wyoming hay còn gọi là duna cho phép các tổ chức tự trị phi tập trung hoặc gọi là dao đó có cái vị thế pháp lý trong cái bang này và chi tiết hơn nó cho phép dao ký hợp đồng với bên thứ ba mở tài khoản ngân hàng tham gia tòa án và nộp thuế điều này cung cấp cái sự chắc chắn pháp lý cho các cái dự án blockchain và bảo vệ tính phi tập trung của những cái dự án này thì à, các bạn đã biết là dao đó là một cái khái niệm là một cái tổ chức tự trị phi tập trung hoàn toàn dựa trên những cái giao thức liên quan đến smart contract nhưng mà trên căn bản đó thì dao là gì khi mà chúng ta nói tới là một cái đơn vị về mặt pháp lý thì bây giờ vẫn chưa có rõ nhưng mà vài ô mình là một trong những cái tiểu bang mà đi đầu muốn là dao Bây giờ đó trên căn bản xem nó như là một cái hiệp hội phi lợi nhuận nhưng mà nó chỉ hoạt động một cách phi tập trung mà thôi. Tại vì các bạn thấy được là những cái DAO này họ cũng cần phải có những đối tác và những đối tác đó họ cũng cần phải có hợp đồng hay là họ cần phải có tài khoản ngân hàng. Tuy là một cái tổ chức từ trị phi tập trung nhưng mà các bạn thấy được là cái hoạt động của những cái DAO này đó thì cũng có thể là cần phải có ngân hàng hỗ trợ hay là phải có hợp đồng được chấp nhận bởi luật pháp thì Wyoming cho qua cái đạo luật này sẽ khiến cho nhiều đạo sẽ đến vào ô miền để mà đăng ký để có được những cái quyền lợi đó các bạn và tại sao ô miền lại đi đầu trên lĩnh vực này thì cũng đơn giản thôi các bạn đều biết là Cynthia là một trong những thượng nghị sĩ lâu năm ủng hộ thị trường crypto này và nói tới những nghị sĩ đó thì chúng ta cũng biết là năm nay thượng nghị sĩ Warren người bạn của chúng ta <laughs> ở trong thị trường crypto các bạn một người mà cực kỳ anti crypto thì cũng đang tranh cử để có thể giữ cái chức vụ là thượng nghị sĩ của bà nhưng mà chúng ta biết là hiện bây giờ đây chúng ta đã có John Deaton một trong những luật sư cực kỳ ủng hộ crypto và là một trong những luật sư mà đã hỗ trợ Ripple thắng cái vụ kiện với SEC thì cũng đã đứng ra để mà tranh cử chống lại thượng nghị sĩ Warren để giành cái chiếc ghế thượng nghị sĩ chúng ta cũng có thêm một người nữa à, người này có tên là Ian Kang các bạn thì người này đó cũng là một người mà rất ủng hộ blockchain và crypto thì người này cũng đang có khả năng Bây giờ là chưa chính xác 100% các bạn Nhưng mà cũng đang có khả năng là sẽ đứng lên Để mà tranh giữ chiếc giấy thượng nghị sĩ Với lại thượng nghị sĩ Warren Nói chung đó thì bà Warren năm nay Cũng gặp khá là nhiều đối thủ Đến từ ủng hộ crypto các bạn Và chúng ta bây giờ hãy cùng nhau chung bình giá account demo. Đây là một cái account mà thuộc với các bạn đã tạo ra cách đây gần 2 năm rồi các bạn. Thời gian trôi qua quá nhanh tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên cùng các bạn tạo account này ở trên con Go đó thì các bạn đã thấy được lúc đó giá Bitcoin là 46.622 vào ngày 4 tháng 4 năm 2022. Rồi sau đó các bạn đã nhớ là giá liên tục giảm từ 46.000 xuống còn có 15.000 mà thôi và chúng ta cũng đã cùng nhau chung bình giá mỗi tuần và để cho mọi thứ đơn giản đó thì mỗi tuần Thuận chỉ chung bình giá 100 đô và Bitcoin. Một 100 đô vào Ether và các bạn hãy nhớ là lúc mà giá Bitcoin nó trở về khoảng chừng là 20.000 đô thì chúng ta đã có lời rồi chứ đừng nói tới là bây giờ các bạn đó là cái hiệu ứng của trung bình giá dài hạn và đối với Ether thì cũng tương tự ngày hôm đó là Ether là 3.514 đô à, vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 chúng ta cũng tiếp tục trung bình giá 100 đô mỗi một tuần cho đến bây giờ thì như thường vừa chia sẻ với các bạn đó thì lúc mà giá trở về mức là khoảng 20.000 đô cho một Bitcoin chúng ta đã có lời rồi tại vì chúng ta trung bình giá nhiều ở những cái mức thấp thì khi mà giá tăng lên chúng ta đã có lợi mà không cần phải trở về cái mức giá ban đầu nhưng mà tới bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy đường refresh cái trang này các bạn sẽ nhìn thấy được là cái account demo này đã có lời 144% rồi các bạn. Trong đó, đó thì chúng ta có Bitcoin là có lời nhiều nhất 163%, kế đó là Ethereum là 125.9%. Bitcoin thì vẫn có sự tăng trưởng nhiều hơn trong vòng khoảng chừng là 2 năm qua so với lại Ethereum nhưng mà cả hai đều rất là tốt các bạn. Và khi thị trường tiếp tục tiến tới đó Đối với Bitcoin, đối với Ether thì cái phần trăm này lại sẽ càng tăng nhiều hơn nữa. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là chúng ta thấy cái con số tổng cộng trong vòng gần 2 năm qua là 48.925 đô trong đó đó thì 28.925 đã là tiền lời rồi các bạn nghĩa là cái tiền vốn trong đây chỉ có 20.000 đô mà thôi và rất là nhiều bạn có thể là đầu tư nhiều hơn 100 đô mỗi một tuần cho Bitcoin và Ethereum nhiều bạn thì con số này quá lớn cái đó là tùy theo mỗi bạn mà thôi thường chỉ lấy con số 100 đô cho nó chẳng để nó dễ chứ còn các bạn có thể thử nghiệm với bất cứ con số nào nhưng mà có rất nhiều bạn có thể đầu tư còn nhiều hơn nữa Thì các bạn có nghĩ đi 100 đô mỗi tuần cho Bitcoin 100 đô mỗi tuần cho Ether Và và các bạn cứ liên tục như vậy, chưa đầy 2 năm thôi các bạn đã có lời là 28.925 rồi. Thì 28.925 này đã có ý nghĩa gì với các bạn? Tùy theo mỗi người, nhưng mà đối thường con số này không hề nhỏ. Và chúng ta hôm nay đây thì cũng sẽ tiếp tục cùng nhau trung mình giá Bitcoin và Ether. Thì cái mức giá trung bình chúng ta đã mua Bitcoin đó từ cao đến thấp rồi trở lại cái mức bây giờ là 26.138 đô cho một bitcoin. Thì uh, chúng ta hôm nay cũng sẽ mua 100 đô bitcoin các bạn và cái mức giá bây giờ rất là cao thì uh, 100 đô không mua được bao nhiêu bitcoin hết các bạn. Không giống như lúc mà giá dưới 20.000 đô nữa. Nhưng mà các bạn đã thấy được là 100 đô bây giờ chúng ta vẫn có thể mua được uh, con số là khoảng 0.00145 bitcoin. Khi mà chúng ta chung mình giá đó, thì cái giá càng thấp càng tốt. Chứ không phải là lúc giá tăng. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục Kiên trì trung bình giá ở thời điểm này Thì à, các bạn đã thấy được 100 đô chỉ mua được có 0.00145 Bitcoin mà thôi Thường sẽ bấm Submit Thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong Cho tuần này cho Bitcoin Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với Ether Thì cái mức giá trung bình Ether chúng ta mua là 1714 đô Thì ngày hôm nay đó Ether là 3.873 đô Chúng ta chỉ có thể mua được 0.026 Ether mà thôi Thường sẽ bấm Submit Và coi như chúng ta cũng đã thành công Trung bình giá tuần này rồi các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.